vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Cà Phê Tech, In rất vui lại được đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi đến với những nội dung, những thử thách vô cùng hấp dẫn, thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục Cà Phê Điểm Tịch quý vị nhé. Vin AI, viện nghiên cứu thuộc tập đoàn VinGroup đang lắp đặt siêu máy tính AI mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, có tên là NVIDIA DGX SuperCOP. Siêu máy tính này sẽ phục vụ cho các sáng kiến của Vin AI không chỉ tại Việt Nam mà còn định hướng ra toàn cầu. Sản phẩm mới này được tin rằng có thể tăng tốc gấp 10 lần để xử lý khối công việc AI của hệ thống NVIDIA DGX A100 mà họ đang sử dụng, cho phép các kỹ sư cập nhật mô hình của họ sau mỗi 24 giờ. Vào năm ngoái, Vin AI đã rất thành công khi phát triển AI ứng dụng vào việc chế tạo một công nghệ cho phép thiết bị di động cầm tay VinSmart mở khóa điện thoại bằng nhận dạng khuôn mặt, ngay cả khi đang đeo khẩu trang. Đồng thời, các nhà nghiên cứu AI tại Vin AI đã phát triển Forbes, một phiên bản tiếng Việt của mô hình Transformer khổng lồ, được sử dụng để xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Realme tổ chức sự kiện nhiếp ảnh chân thực, ra mắt bộ đôi Realme 8 và Realme 8 Pro, chinh phục người dùng với cấu hình mạnh mẽ và nhiều tính năng dẫn đầu xu hướng. Thiết kế lần này của bộ đôi được lấy cảm hứng từ việc kết hợp giữa thực và ảo cùng slogan Dare to Live. Trong đó, Realme 8 sở hữu vi xử lý Helio G95, màn hình Super AMOLED 6.4 inch Full HD, cụm camera AI 64MP và trang bị viên tinh lên tới 5000mAh, cùng công nghệ sạc nhanh 30W, cho phép sạc đầy thỏi tinh chỉ trong vòng 65 phút. Với phiên bản Realme 8 Pro, máy được ví như một sát thủ nhiếp ảnh tầm trung khi được trang bị cảm biến khủng 108MP, được tích hợp rất nhiều các tính năng thú vị trên cụm camera như AI Beauty. Bên cạnh đó, thiết bị cũng sở hữ bộ vi xử lý Snapdragon 720G, màn hình Super AMOLED Full HD cộng tràn viền cùng viên tinh 4500mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên tới 50W. Sự kiện Apple diễn ra vào ngày 20 tháng 4 ra mắt hàng loạt các bản nâng cấp của iMac, iPad Pro, Apple TV, iPhone 12, iPhone 12 mini phiên bản màu tím và một món phụ kiện mới bổ sung vào hệ sinh thái của nhà táo, AirTag. AirTag là một sản phẩm giúp người dùng định vị những món đồ dễ bị thất lạc như chìa khóa hay ví, được tích hợp loa, gia tốc ký, một viên tinh CA2032 và có thể sử dụng liên tục trong vòng 1 năm nhờ công nghệ Bluetooth LE tiết kiệm điện. Với iMac 2021, thiết kế sẽ mỏng hơn, tăng kích thước màn hình lên 24 inch và được Apple tích hợp chip M1 vào sản phẩm. Đi kèm những chiếc iMac sẽ là bàn phím Magic Keyboard mới được tích hợp Touch ID và sẽ có 7 màu sắc cho người dùng lựa chọn. Cuối cùng là iPad Pro, sản phẩm năm nay được hỗ trợ chip M1 và có bộ nhớ trong lên đến 2TB, giúp hiệu năng được cải thiện đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Đồng thời máy cũng sẽ được tích hợp Thunderbolt, eSIM và công nghệ 5G, đem đến khả năng truyền tải dữ liệu nhanh hơn cho người dùng. Vừa rồi là những thông tin công nghệ đáng chú ý trong tuần vừa qua. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những nội dung tiếp theo. Thưa quý vị, ngày nay xu hướng sử dụng eSIM đang bắt đầu được người dùng quan tâm mặc dù vẫn chưa phổ biến. Và trên các diễn đàn công nghệ của chúng tôi nhận được rất nhiều cái câu hỏi về eSIM. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu eSIM là gì, cũng như tìm hiểu những ưu nhược điểm mà eSIM mang lại quý vị nhé. eSIM là một dạng SIM điện tử được tích hợp sẵn trên chính chiếc điện thoại của bạn và nó mang đầy đủ những tính năng như một SIM vật lý thông thường. Người dùng chỉ cần đăng ký hòa mạng online là đã có thể sử dụng được eSIM. Vậy thì eSIM có những điểm nổi bật nào hơn hẳn so với SIM vật lý thông thường? Thứ nhất, đó chính là do được tích hợp trực tiếp trên chính chiếc điện thoại, thế nên là người dùng có thể thay đổi nhà mạng bất kỳ lúc nào mà không cần phải làm thủ tục thay SIM. Thứ hai, do được thay đổi hòa mạng trực tiếp sang hòa mạng online, vậy nên người dùng eSIM không cần phải lo lắng về việc làm mất SIM khi mà thay đổi trên thiết bị điện thoại. Thứ ba, SIM vật lý sẽ có thời hạn sử dụng nhất định, có thể bị cháy hoặc là bị hư do những tác động bên ngoài. Còn eSIM sẽ không gặp phải vấn đề này bởi vì đã được tích hợp sẵn trên chiếc điện thoại. Và cuối cùng, khác với lại SIM vật lý thông thường là chỉ chứa một số điện thoại, thì trên eSIM chúng ta có thể chứa đến 5 số điện thoại khác nhau. Vậy thì khi mà bạn sử dụng eSIM thì trên điện thoại của bạn có thể chứa tối đa đến 6 số điện thoại, một số là từ SIM vật lý và 5 số còn lại là từ eSIM. Dù đã được ra mắt vào năm 2017, tuy nhiên đến nay eSIM vẫn chưa hoàn toàn được phổ biến tại thị trường Việt Nam. Chính vì vậy mà chỉ có một số thiết bị được tích hợp với eSIM mà thôi.
Câu trả lời là không, bởi vì mặc dù được ra mắt vào năm 2017, tuy nhiên đến nay Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn phổ biến eSIM, thế nên là chỉ có một số cái thiết bị được tích hợp eSIM mà thôi. Và ở smartphone thì ta có những dòng như là Google Pixel, iPhone X, iPhone 11, iPhone 12, Samsung S20, S21 và LG G7 ThinQ. Còn ở đồng hồ thông minh thì ta có những dòng như là Apple Watch, Oppo Watch, Huawei Watch 2 Pro và Samsung Galaxy Watch Active. Bên cạnh những ưu điểm thì người dùng cần phải lưu ý một số thông tin khi mà sử dụng eSIM. Thứ nhất đó chính là mã QR để mà kích hoạt eSIM thì chỉ có thể sử dụng được đúng một lần trên một thiết bị. Vậy nên khi mà bạn muốn sử dụng lại eSIM cũ trên một thiết bị khác thì bạn phải ra nhà mạng để đăng ký lại mã QR. Bên cạnh những ưu điểm thì người dùng cần phải lưu ý một số thông tin khi sử dụng eSIM. Thứ nhất đó chính là mã QR để kích hoạt eSIM chỉ có thể sử dụng được đúng một lần trên một thiết bị. Vậy nên khi bạn muốn sử dụng lại eSIM cũ trên một thiết bị khác thì bạn phải ra nhà mạng để đăng ký lại mã QR. Thứ hai, về việc khôi phục lại cài đặt gốc, trong trường hợp người dùng tự ngưng kết nối thông qua một cài đặt thì eSIM mới sẽ mất hoàn toàn dữ liệu cũ. Thứ ba, nếu như bạn sử dụng hai SIM vật lý khi mà đang sử dụng eSIM thì SIM vật lý thứ hai sẽ không thể sử dụng được. Thứ tư, mặc dù eSIM có 5 số điện thoại, tuy nhiên khi sử dụng thì bạn chỉ có thể sử dụng một trong 5 số điện thoại đó mà thôi. Và cuối cùng là eSIM có thể chuyển thành SIM vật lý nha. Tuy chưa được phổ biến nhưng đây không phải là một công nghệ mới và các nhà mạng tại Việt Nam đang tích cực hỗ trợ người dùng sử dụng eSIM. Điều đó cũng đã đủ sức thuyết phục để người dùng có lý do để sử dụng eSIM rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại với MC Ý Nhi quý vị nhé. Đáng tiền đáng mua, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một người chơi tiếp theo rồi đây. Xin chào mọi người, mình tên là Hồ Đông Quang, năm nay mình 22 tuổi và hiện tại mình đang là sinh viên năm tư của trường học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Và bên cạnh đó thì mình cũng đang hoạt động với tư cách là thành viên của vũ đoàn Bước Nhảy. Và với một công việc như vậy thì mình rất cần sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ. May mắn là mình đã biết đến chương trình thông qua trang Facebook của Cafe Tech và mình cảm thấy rất hứng thú với các thử thách mà chương trình đưa ra. Và hôm nay mình hy vọng là mình sẽ hoàn thành tốt được những thử thách khó nhằn này. Và mọi người cùng chờ xem nha. Mình rất nóng lòng, không biết là mình sẽ mang về cho bản thân một cái chiến lợi phẩm gì đây. Wow, chưa gì là đã rất quyết tâm mang về cho mình một cái sản phẩm nào đó đúng không? Rồi, vậy thì trước khi bước vào thử thách thì Nhi sẽ nói sơ lại cái luật chơi thêm một lần nữa ha. Chúng ta sẽ có hai hộp thăm. Và trong hai hộp thăm này thì mình sẽ có thể bóc bất kỳ. Mình có một hộp thăm về tên sản phẩm, một hộp thăm về giá tiền quy định. Sau khi mà mình bóc thăm xong thì mình sẽ có 60 phút để hoàn thành thử thách. Bằng tất cả mọi cách bạn sẽ phải mua cái sản phẩm đó với giá tiền quy định. Và bạn cũng sẽ có thêm được một người đồng hành, một chuyên gia để đồng hành với bạn, có thể đem được một sản phẩm ưng ý nhất về với mình. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Hoàn toàn sẵn sàng. Rồi, bây giờ mình sẽ vào phần bóc thăm nha mọi người. Đó lên nha. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đang 1.9 triệu, 1.9 triệu. Lại tiếp tục 1.9 triệu. Rồi. Ok, tới phần này. 1.9 triệu. Hôm nay Quang sẽ phải mua sản phẩm nào đây? Ban đầu thì em định đến đây để mua. Em định đến đây luôn. Dạ, yeah, iPhone 12 Pro Max. Cơ nhưng mà 1.9 triệu thì à, để có một chiếc đồng hồ thông minh hỗ trợ công việc. Nếu như không có 12 Pro Max thì đeo đồng hồ cũng được, thì cũng thời trang. Em bình tĩnh lắm vậy. Không, chỉ đó là cái phong cách của em. Thật sự em là một trong tấm chiếu mới vậy, chị có thể giúp em tấm chiếu mới. Đây là lần đầu tiên em trải chương trình này. Em có hơi bị nhiều sự lựa chọn luôn á. Dạ, vì nó nhiều quá nên em hơi hoang mang. Em nghĩ em nên cần sự trợ giúp. Lại thêm một người rất là nhanh nhậu. Mình phải xài chứ chị, mình có mình phải xài. Rồi thôi. Xin chào tất cả mọi người, mình tới đây để giúp bạn người chơi ngày hôm nay. Dạ, em chào anh. Thì thử thách hôm nay của em là tìm kiếm một chiếc đồng hồ thông minh với mức giá từ 1.9 triệu trở xuống. Nhưng mà em thì em không có rành về cái khoản đồng hồ thông minh lắm. Em không biết là anh có những cái gợi ý gì có thể giúp em trong cái thử thách này không? Đồng hồ thông minh bây giờ trên thị trường thì mình thấy nó có khá nhiều mẫu mã và đa dạng đến từ những thương hiệu như là Xiaomi này, rồi Samsung, Huawei, Honor. Nói chung là quá trời luôn, và ở phân khúc giá rẻ tầm 400-500 nghìn bây giờ thì cũng rất nhiều. Nhưng mà thường thì những cái lựa chọn đó màn hình của nó sẽ không được đẹp cho lắm và pin nó không thực sự tốt. Thế nên chúng ta vẫn sẽ hướng tới những sản phẩm đến từ thương hiệu lớn và là những sản phẩm đã qua sử dụng. Nếu như mà ở cái tầm giá đúng 1.9 triệu thì mình cũng đã ngắm được một chiếc cực kỳ phù hợp với bạn. Và nhìn kiểu cổ tay của bạn như thế này thì chắc chắn là nó cũng sẽ rất hợp. Thì bạn có thể sơ thử cho mình đấy là chiếc
Huawei Watch Fit. Đây, 1.9 triệu. Đúng giá tiền luôn. 6 tiếng trước đúng không? 6 tiếng trước mà bạn này đang ở bên Phú Nhuận à? Khá xa đó anh. Em không biết là khi mà mua một chiếc đồng hồ thông minh thì mình nên quan tâm cái tiêu chí gì đầu tiên? Sẽ có 3 cái tiêu chí mà chúng ta cần quan tâm tới. Một là đồng hồ đó phải có thời lượng sử dụng pin tốt. Thứ hai đó là nó có khả năng kháng nước tốt. Và ba đó là nó đưa ra được cho chúng ta nhiều bài tập thể dục. Và nhỏ nhỏ một chút nữa đấy là nó có thể thực hiện được nhiều những cái thông báo xuống. Thì đối với chiếc Watch Fit này nó đáp ứng đủ tất cả những yếu tố đó, kháng nước tốt, pin tốt, rồi chúng ta có thể nhận được thông báo đầy đủ và rất nhiều những bài tập sức khỏe, như là chạy bộ này, hay là đo nhịp tim này, hay là đo khoảng cách mà chúng ta đã vận động và đo được lượng calo mà chúng ta đã tiêu hao trong cái bài tập đó. Thấy rất là thích hợp với người thích vận động như em. Vậy là em nên gọi liền. Alo, cho em hỏi có phải số máy của anh Thịnh không ạ? Anh đang có bán một chiếc Huawei Watch Fit ở trên chợ tốt không ạ? Hiện tại thì em đang ở đường 3 tháng 2 quận 11 á anh. Anh có ship qua đây giúp em được không ạ? Ở khu khúc nào mà anh bán hàng nhà? Siêu là ở khu quận 11 đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Dạ, vậy anh dạ vậy anh cố gắng một tiếng hả? Nửa tiếng. À, nửa tiếng hả? Có gì tranh thủ giúp em? Dạ có gì tranh thủ giúp em tại em đang cần gấp anh. Mấy người chơi gần đây kiểu rất là may mắn. Không nhờ vào tài năng thuyết phục của em đó chị. Em gọi điện cho người bán mà em như gọi điện cho crush em đúng vậy em. Anh ơi, em có một cái thắc mắc đó là em đang dùng iPhone mà em không biết là mua một cái sản phẩm đồng hồ thông minh Huawei như vậy thì trong quá trình sử dụng nó có tương thích, nó có hỗ trợ lẫn nhau không? Được hết, tại vì là đồng hồ của Huawei khi mà sản xuất ra thì họ sẽ có sẵn cái app hỗ trợ cho cả những chiếc máy chạy Android khác và những chiếc máy chạy nền tảng iOS thì nó sẽ đều tương thích 100% với nhau. Ví dụ như cái đồng hồ này thì ra mắt bao nhiêu lâu mình có thể đoán được cái thời gian mà người ta sử dụng? Đồng hồ này nếu mình nhớ không nhầm thì nó ra mắt vào gần cuối 2020. Tức là mới đây thôi. Và vòng đời của những chiếc đồng hồ thông minh thì đơn giản bạn có thể hiểu là đồng hồ thông minh là một món đeo trên tay, một là để xem giờ, đo sức khỏe, chứ nó không phải vận động quá nhiều như kiểu là mở app rồi chơi game như trên điện thoại. App, game điện thoại và một số những ứng dụng khác thì nó sẽ nâng cấp dần theo thời gian và nó sẽ nặng dần và nó yêu cầu cấu hình của một chiếc điện thoại phải đáp ứng nổi cho nó. Còn đối với đồng hồ này thì cả nó có nâng cấp đến cỡ nào đi nữa thì những cái ứng dụng trang bị trên nó cũng sẽ chỉ có như thế mà thôi. Mình có còn option nào khác trong cái tầm giá này không anh? Option khác trong tầm giá này thì có thể tìm TicWatch 2 hoặc là Watch GT. Watch GT thế hệ đầu. Thấy con này cũng được này. Samsung GS3 4Time 1.7 triệu mà bạn có nói là có fit nhẹ cà phê cho anh em nhiệt tình. Bạn này đang ở đâu ra? Gò Vấp. Mười Gò Vấp cũng hơi xa. Nghĩa là mình nên tận dụng thời gian. Tiết kiệm thời gian. Em hơi chờ trước. Rồi, thôi mình để xuống dưới nha. Nhìn như mới hả? Ở ngoài được dán rất là kỹ hết rồi này. Ôi. Màn hình thì cũng không thấy vết chảy xước gì hết. Tức là sản phẩm này còn rất là mới. Dây đeo thì cũng không bị rão, cũng không có vết lằn. Mình kết nối. Ok, kết nối đi. Dưới này không có sóng, sợ có tải. À, được. Đây. Thì... Kết nối. Ok, đã kết nối được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ test thử màn hình cảm ứng này. Vẫn hoàn toàn bình thường này. Và đây thì nó cũng đã đồng bộ được thời tiết trên điện thoại và đồng hồ 36 độ khu vực quận 11. Rồi đây thì chúng ta sẽ test thử về cái khả năng đo nhịp tim. Thì bằng việc là sẽ để nó lên tay như thế này và chúng ta sẽ mở nó ra, sẽ thấy cảm biến đo nhịp tim đang hoạt động đó. Như vậy là cái đồng hồ này từ ngoại hình cho tới những cái chức năng bên trong chúng ta đã có thể thấy rằng nó hoạt động hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Cầm trên tay các chiếc đồng hồ chúng ta vẫn lên hoàn toàn bình thường. Ok, chốt nha. Chốt đơn nha. Dạ rồi. Rồi bây giờ là vậy là mình chốt hạ là mình sẽ mua được chiếc đồng hồ này đúng không? Chính xác rồi. Ok, thử thách hoàn thành nha các bạn. Yeah. Ok, xin giới thiệu mọi người chiến lợi phẩm của mình ngày hôm nay và mình đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay. Và thú thật mọi người thì trước đây mình chưa từng mua hàng qua sử dụng ở những cái nền tảng online và hôm nay qua chương trình lần này với sự giúp đỡ của anh reviewer, cũng của chị MC, của những ekip chương trình thì mình đã hoàn thành nhiệm vụ cách xuất sắc. Và lần này thì mình nhận ra là mua sắm trên những cái nền tảng online không quá khó khăn và chắc chắn là trong tương lai mình sẽ còn sử dụng những cái nền tảng để mua những cái sản phẩm công nghệ như thế này.
Theo như mình thấy thì việc mua hàng đã qua sử dụng, đây là một điều rất là bình thường mà các bạn không nên quan ngại, bởi vì nó giúp cho chúng ta có thể sở hữu được cái món đồ mà chúng ta đang cần nhưng lại tiết kiệm được một số tiền kha khá. Song song với đó thì mọi người cũng cần trang bị cho mình những kiến thức thật là phù hợp để có thể test được cái món đồ đó trước khi mua. Và cách test thì bây giờ mọi người có thể lên YouTube và search thì có rất nhiều những trang công nghệ chia sẻ đến các bạn những kỹ năng để có thể test được đồ, nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm. Thưa quý vị, vậy là một người chơi nữa đã xuất sắc hoàn thành thử thách đáng tiền đáng mua của chương trình. Và đến đây thì chương trình Cafetech xin được khép lại. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ 55 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và được phát lại vào 7 giờ 10 phút sáng thứ ba trên kênh HTV7. Quý vị cũng đừng quên theo dõi chúng tôi qua fanpage và YouTube Cafetech để cùng nhau lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp cho một cuộc sống tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.